Hello các bạn đến với kênh Hisu Shop. Nhiều nàng cứ hỏi shop là có xì lít nào sang chảnh, xịn sò từ kiểu dáng đến chất lượng. Mặc lên là chàng mê điếu đổ luôn không? Có nha các tình yêu. Bên thảo về xì lít chất satin lụa bóng cao cấp thiết kế dây hông gợi cảm. Có mã 8173, cả nhà cùng xem nhé. Satin của em quần lót mã 8173 nhé. Các bạn nhìn xem nè, chất vải em này quả là xịn sò nha, bề mặt vải trơn bóng, láng mịn. Hàng lụa satin siêu mượt luôn nha cả nhà, kéo giãn được tận 4 chiều nha. Mẫu free size vòng mông dưới 96cm. Đường viền may chắc chắn sắc sảo, đáng đồng tiền bát gạo. Em được thiết kế dây hông hai bên nửa nè, mấy bà mặc vào vừa sexy, vừa cá tính, khỏe khoắn. Bảo đảm chàng nhìn phát là mê ngay. Một em xì lít sang chảnh, xịn sò như này có giá 55k một quần. Cam kết hàng chuẩn chất lượng nha. Cú pháp đặt hàng thảo có ghi ở phía dưới màn hình ạ.